Thưa quý vị, chiều nay ngày 30 tháng 9, tại quảng trường Supata, thủ đô Ulaanbaatar, Tổng thống Mông Cổ Okhonagin Khurensukhur đã chủ trì lễ đón trọng thể chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Trong không khí tin cậy, chân thành và cởi mở, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong những năm qua. Trên cơ sở những thành tựu quan trọng đã đạt được, hai nhà lãnh đạo đã cùng tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo đã đi sâu, trao đổi và đạt được nhận thức chung quan trọng về các phương hướng lớn và biện pháp cụ thể nhằm triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, trong đó hợp tác quốc phòng an ninh là trụ cột, góp phần đưa quan hệ hai nước xứng tầm với khuôn khổ quan hệ mới, phù hợp với tình hình thực tế của khu vực và trên thế giới. Đồng thời nhất trí tăng cường giao lưu tiếp xúc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp với các hình thức đa dạng linh hoạt, triển khai tốt các cơ chế hợp tác và đối thoại hiện có, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về ngoại giao, quốc phòng an ninh, tư pháp, tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tiếp tục hỗ trợ phát triển kỵ binh, biểu tượng của quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế phát triển thực chất hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của mỗi bên, duy trì các cơ chế hợp tác kinh tế song phương, tăng cường các biện pháp xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp hai nước, qua đó góp phần tăng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Mông Cổ, hỗ trợ thông tin cơ chế chính sách thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mỗi nước, tiếp cận thuận lợi thị trường của nhau. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí tăng cường hợp tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo, công nghệ trí tuệ nhân tạo, thông tin truyền thông, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác khoáng sản, chăn nuôi, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, vận tải biển và hàng không. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng các cơ chế trao đổi chuyên gia, giảng viên, sinh viên, giao lưu sinh viên hai nước, hợp tác chặt chẽ bảo hộ công dân mỗi nước yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia. Kết thúc hội đàm, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Mông Cổ về thiết lập quan hệ đối tác toàn diện nhằm định hướng cho sự hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và toàn diện. Nhân dịp này, lãnh đạo cấp cao hai nước cũng đã chứng kiến lễ ký kết 7 văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành và địa phương hai nước. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Khurensukhur và phu nhân sang thăm Việt Nam. Tổng thống Khurensukhur cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị quán triệt kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, chuyên đề học tập thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần đổi mới và phát triển trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và thông tin thời sự. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ quán triệt kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trong đó, Trung ương thống nhất xác định 4 nhóm vấn đề lớn để tiếp tục hoàn thiện văn kiện. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, nghiên cứu kỹ, nắm rõ các nội dung căn bản của hội nghị Trung ương 10, tập trung cao nhất các công việc để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng và các công việc chuẩn bị tốt nhất cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 14 của Đảng. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, quán triệt chuyên đề học tập thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần đổi mới và phát triển trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Nghe đồng chí Ngô Lê Văn, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, thông tin kết quả chuyến thăm Trung Quốc, làm việc tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước Cuba của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng tình hình thời sự quốc tế thời gian vừa qua. Thưa quý vị, vào sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước cho những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và những người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được đặc xá theo quy định của pháp luật. Dự họp báo về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá, Trưởng ban Chỉ đạo Việc đặc xá của Bộ Công an.
Quyết định đặc xá số 957 QĐ-CTN nêu rõ đặc xá cho 3.763 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 2 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2024. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước nhấn mạnh, đặc xá năm 2024 một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện, trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân. Quá trình xét quyết định đặc xá cho những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và những người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, chính xác và bảo đảm dân chủ theo quy định của pháp luật. Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong số 3.765 phạm nhân được hưởng đặc xá năm 2024, có 275 người phạm các tội về chức vụ, 403 người phạm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, 205 người phạm các tội về ma túy, có 561 người dân tộc thiểu số, 3.201 phạm nhân nam, 564 phạm nhân nữ. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm cũng nêu rõ các ông Chu Ngọc Anh, Phạm Xuân Thăng, Đinh La Thăng không có tên trong danh sách được đặc xá lần này. Trong số liên quan đến vâng, như vậy là ngày mai mùng 1 tháng 10, 3.765 phạm nhân có tên trong danh sách được đặc xá năm 2024 sẽ được trở về bên gia đình. Một bước ngoặt ý nghĩa của sự tự do và niềm tin hướng thiện vươn lên làm lại cuộc đời từ những lầm lỡ. Và đêm nay chắc hẳn sẽ là một đêm không ngủ của nhiều phạm nhân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an. Phạm nhân Giàng A Thống, sinh năm 1970, ở bản Chu Va 8, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Với tội danh mua bán trái phép chất ma túy, án phạt 15 năm, Giàng A Thống đã ở trong trại giam 10 năm, 4 tháng, 19 ngày. Chỉ còn ít giờ nữa thôi, Giàng A Thống sẽ được tự do. Và đây là những bộ quần áo mà anh đã rất chờ đợi để được mặc, bắt đầu từ ngày mai. Tôi không được ngủ được thì nhớ gia đình và vợ con trên nhà. Bố mẹ thì mất rồi, con cái thì còn nhỏ. Thì em được nhà nước quan tâm, được đặc xá, cảm ơn được cán bộ, được sớm trở về với gia đình. Đêm này cũng là một đêm không ngủ đối với Triều A Tài. Sinh năm 1999, khi phạm nhân chấp hành án tại trại giam, gia đình Tài đã khó khăn, lại khó khăn hơn rất nhiều vì chỉ trông chờ vào vợ để nuôi ba đứa con. Trước ngày trở về, Triều A Tài mang theo nhiều suy nghĩ, ước muốn lớn nhất là sống đúng với vai trò là trụ cột của gia đình. Tôi là lao động chính trong gia đình, mà ở đây thì vợ con của tôi ở nhà chắc sẽ vất vả rất là nhiều, bố mẹ sẽ lo lắng phần nào cho tôi. Tôi rất là hối hận khi mình phạm phải những cái tội lỗi mình đi vào đây. Mình hứa với bản thân mình rằng là khi tôi được ra xã hội, tôi sẽ làm một người tốt để giúp ích cho xã hội và phục vụ giúp cho gia đình. Cố gắng cải tạo tốt, sớm được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hãy trở thành một con người khác đi, tốt hơn. Đó là những lời chia sẻ động viên nhau của các phạm nhân trước khi chia tay. Một buổi chia tay cũng thật đặc biệt. Bản thân tôi cũng rất là muốn cố gắng cải tạo thật tốt để sang năm sau thì có diện đặc xá thì mình được vào, để mình được trở về với gia đình, về với xã hội giống như mọi người. Chỉ biết chúc cho các bạn phạm nhân được về trước, về đặc xá. Chúc các bạn về với gia đình, về với xã hội sớm ổn định cuộc sống, sớm ổn định công việc, giúp ích cho xã hội, không lại vào đây nữa. Ngày mai, hàng nghìn phạm nhân được đặc xá như Giàng A Thống, Triều A Tài sẽ bước sang một trang mới trong cuộc đời. Ở đó có hy vọng, có ước mơ với những điều tốt đẹp hơn. Nhằm góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác tuyên giáo những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ công tác tuyên truyền, nhất là kỹ năng tuyên truyền miệng, ngày hôm nay tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng trong lực lượng Công an nhân dân năm 2024 khu vực phía Nam.
Lớp tập huấn diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 4 tháng 10. Trong thời gian tham gia tập huấn, các học viên sẽ được báo cáo viên đến từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an và Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi về các chuyên đề như công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tuyên truyền viên của Đảng, của lực lượng Công an nhân dân, kỹ năng tuyên truyền miệng và kỹ năng xây dựng đề cương một số nội dung chuyên đề tuyên truyền. Cụ thể, kỹ năng giới thiệu nghị quyết của Đảng, kỹ năng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, xây dựng các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị, theo thông tin từ Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, thời gian gần đây một số tổ chức phản động như Liên minh Công lý cho Người Mông tại Mỹ đang gia tăng hoạt động. Chúng nhân danh mục tiêu bảo vệ quyền lợi của người dân tộc Mông để gây ảnh hưởng, bành trướng lực lượng, lôi kéo người ủng hộ. Nhưng thực chất, cái đích cuối cùng là thực hiện hành vi chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ngay sau đây, biên tập viên Nam Hà sẽ phân tích tới quý vị những thủ đoạn của tổ chức này. Kính chào quý vị và các bạn. Khi cả nước đang đồng lòng chung sức để khắc phục hậu quả do thiên tai mưa bão gây ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc, thì trên không gian mạng Internet, những đối tượng phản động ở nước ngoài đã gia tăng hoạt động. Chúng không thương xót cho đồng bào của mình mà lợi dụng thiên tai và những mất mát của bà con để kích động, lôi kéo, tuyên truyền sai lệch về tình hình đất nước. Đây là chiêu trò không mới nhưng vô cùng nguy hiểm, đặc biệt khi nhân dân miền núi phía Bắc đang chịu những tổn thương nặng nề. Bão lũ là do cán bộ chặt phá hết rừng, tiền quyên góp ủng hộ đồng bào sạt lở sẽ chảy vào túi quan. Chỉ có lập nhà nước Mông, lúc đó mới có nhiều ruộng nương, không cần làm cũng có ăn. Đây là những lý lẽ mà chúng đưa ra để lừa phỉnh đồng bào dân tộc Mông, đồng thời kích động bà con vượt biên trái phép sang Lào, Campuchia, Thái Lan để tham gia tổ chức Liên minh Công lý cho Người Mông. Các đối tượng phản động lưu vong bên ngoài, đặc biệt là một số cái đối tượng phản động Người Mông thì đã tuyên truyền xuyên tạc về cái việc cứu trợ ủng hộ cho bà con lũ lụt nhằm để chia rẽ cái đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngoài ra thì chúng cũng tuyên truyền lôi kéo kích động cái một số cái chức sắc tín đồ là người Mông theo đạo Tin Lành để mà cung cấp cái thông tin về tình hình tự do tôn giáo ở trong nước ra bên ngoài để các đối tượng sử dụng để mà chống phá, vu cáo xuyên tạc nhà nước Việt Nam là vi phạm về tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và đàn áp người Mông theo đạo Tin Lành để mà hạ uy tín Việt Nam trên cái trường quốc tế. Cục An ninh Nội địa cho biết một trong những đối tượng có nhiều hoạt động xuyên tạc trên không gian mạng là Hoa Chi Minh, tên trước khi sang Mỹ là Vàng Chỉnh Mình, dân tộc Mông, quê quán tại Hà Giang. Trước đó, Vàng Chỉnh Mình đã nhiều lần vi phạm pháp luật Việt Nam, sống bất mãn, từng bị những đối tượng xấu bên ngoài mua chuộc. Y đã nhiều lần vượt biên sang Lào, Thái Lan. Kể từ khi được tị nạn tại Mỹ, y từ bỏ quốc tịch Việt Nam, đổi tên, đồng thời tham gia thành lập tổ chức Liên minh Công lý cho Người Mông. Tổ chức này lấy danh nghĩa bảo vệ quyền lợi và tiếng nói cho cộng đồng người Mông. Song thực chất chỉ nhằm trục lợi cá nhân, lừa đảo nhân dân, tìm kiếm tiền tài trợ từ các tổ chức khủng bố. Nhóm này cũng có mối liên hệ mật thiết với các tổ chức chống chính quyền Việt Nam, như tổ chức Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển BPSOS có trụ sở tại Mỹ do Nguyễn Đình Thắng làm chủ tịch. Thực tế là Bằng Chính Mình là không có nghề nghiệp, công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên thì ở bên cuộc sống bên Mỹ thì ông ấy đưa cả gia đình sang Mỹ định cư nên là cái cuộc sống ông có nhiều cái khó khăn về kinh tế. Do vậy nên Vàng Chỉnh Mình thì lập ra các cái tổ chức như vậy để mà tạo uy tín ảnh hưởng, nhưng mà đồng thời là ông ấy cũng thông qua các cái tổ chức này, ông ấy cũng quảng bá cái hình ảnh của cá nhân là cuộc sống là giàu có hay là có điều kiện để mà tin theo Vàng Chỉnh Mình để mà bán cái nhà cửa về tài sản để mà đưa tiền cho Vàng Chỉnh Mình để mà đưa sang Mỹ định cư, nhưng thực tế thì Vàng Chỉnh Mình cũng không đưa được. Vấn đề thứ hai nữa là khi mà Vàng Chỉnh Mình có các hoạt động chống Việt Nam, tuyên truyền lôi kéo xuyên tạc với nhằm mục đích để ghi điểm để các cái thế lực thù địch để mà qua đó để mà nhận được các cái tài trợ. Phải khẳng định Vàng Chỉnh Mình không hề đại diện cho người Mông,
nhưng thông qua mạng xã hội và các kênh thông tin không chính thống, tổ chức Liên minh Công lý cho người Mông đã lan truyền những thông tin sai lệch về chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với dân tộc Mông, từ đó xuyên tạc về tình hình phát triển kinh tế xã hội, phóng đại các khó khăn trong cuộc sống hàng ngày để tạo tâm lý bất mãn. Những thông tin này không chỉ làm xáo trộn tâm lý của cộng đồng các dân tộc mà còn gây khó khăn cho nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ và phát triển tại các địa bàn này. Mục sư Vàng A Pó, Phó Tổng chủ nhiệm thứ nhất của Hội Thánh Cơ Đốc Việt Nam đã nhiều lần sang Thái Lan và đau xót khi chứng kiến bà con của mình bị vàng chỉnh mình lừa phỉnh, lưu lạc nơi xứ người. Tôi cũng trực tiếp đi và những cái người mà họ đi mà họ ở lại đó thì họ trực tiếp họ răng rằng là cái không tốt ở đây là vì nghe theo cái tiếng gọi. Mà khi qua tiếng gọi bên đó nữa thì bây giờ là họ lại bị bỏ rơi ở đó mà không có ai quan tâm. Nó là những cái mà không tốt. Họ cũng nhắn nhủ rằng là những người ví dụ như Thảo A Trinh, Thảo A Sơn, Thảo A Trinh và Thảo A Sơn họ cũng nhắn nhủ rằng là bây giờ chúng tôi đang khổ sở bên này như vậy, nó sống chui lủi như thế. Thì bây giờ là anh em ở bên kia là các mục sư cũng phải nhắc nhở anh em đừng có qua nữa, đừng có nghe theo cái tiếng gọi như thế nữa. Dạ, vì qua bên đó khổ lắm, vất vả lắm. Dạ, không được tự do đâu, mà phải sống chui lủi trong nhà thôi. Lễ kỷ niệm 38 năm người Mông theo đạo Tin Lành được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, được vàng chỉnh mình đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội với nội dung xuyên tạc về tình hình đạo Tin Lành tại Việt Nam, vẽ ra bức tranh hoàn toàn đen tối về hoạt động sinh hoạt đạo Tin Lành của người dân tộc Mông ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, những hình ảnh, thông tin mà vàng chỉnh mình đưa ra đã bị chính những chức sắc tôn giáo có mặt ở đó phản bác. Bởi nhiều đồng bào dân tộc Mông cũng như những tín đồ chức sắc tôn giáo đã hiểu rõ bản chất xấu xa của y. Tôi có tham gia vài cái cuộc họp, ví dụ như cuộc họp Jesus Fest, đó là hội ngày hội festival của người Mông Tin Lành khắp thế giới, điều rổ đồn về Thái Lan để tổ chức ở đó. Thì những cái chủ trương tuyên truyền của họ thì rất tốt, họ chỉ tuyên truyền vấn đề mục vụ, rồi làm sau đó ở đất nước nào cũng phải yêu thương nước nước đó, yêu thương tổ quốc mình và xây dựng bản làng, xây dựng hội thánh đúng với cái pháp luật của đất nước đó quy định. Mà dù những cái đó nhưng mà những cái phần tử, ví dụ như vài phần tử khác, thì họ lợi dụng những cái thứ đó họ lại bẻ sang những cái thông tin khác. Thì ví dụ như vài vụ ở bên Sốc Cộp của Sơn La hay là bên Điện Biên Đông của Điện Biên, thì vì cái bất đồng không phải là từ chính quyền với người có niềm tin, mà bất đồng từ những gia đình, từ những họ hàng, từ những anh em trong gia đình và bị mâu thuẫn như thế, mà họ chụp lấy cái thông tin đó là họ vu khống rằng là đó là do chính sách của nhà nước, đó là do chính sách của địa phương. Mục sư Vũ Tuấn Anh, Tổng hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc cho biết, Tổng hội của ông có hơn 20.000 tín đồ người Mông tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tất cả đều được tự do sinh hoạt tín ngưỡng, nên ông khá bất ngờ với những lời nhận xét cũng như luận điệu xuyên tạc của các tổ chức bên ngoài. Nếu mà chúng tôi không được tự do sinh hoạt tôn giáo đó, thì không thể có hơn 2.000 hội thánh người Mông và không thể có những cái hội thánh được đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung được. Thì đó là cái bằng chứng để có thể rõ nhất để biết rằng là những cái luận điệu hay là những cái thông tin tuyên truyền sai lệch về tự do tín ngưỡng tôn giáo là rất rõ ràng. Trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, dân tộc Mông là một trong những dân tộc có nhiều bản sắc văn hóa truyền thống. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Mông cũng không ngừng được cải thiện, nâng lên. Đồng bào có đạo và nhân dân tích cực tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục thông tin về công tác tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại quốc lộ 2, đoạn qua thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã yêu cầu các đơn vị địa phương thực hiện tốt nhất phương châm 4 tại chỗ, huy động tối đa lực lượng phương tiện khẩn trương tìm kiếm người mất tích. Và đến trưa ngày hôm nay, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm một thi thể, đó là anh Tô Đình Điệp, cũng chính là người đã phát trực tiếp cảnh báo từ rất sớm vụ sạt lở này. Trước đó, mưa lớn sạt lở đất đã xảy ra tại các xã trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 2 ách tắc. Sạt lở cũng làm đổ sập hoàn toàn 8 nhà dân, 17 ngôi nhà bị thiệt hại từ 50% trở lên. 56 hộ dân
với 222 nhân khẩu ở thôn Thượng Mỹ, nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đã phải di rời khẩn cấp. Đặc biệt vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9, vụ sạt lở ta luy dương tại km 51 quốc lộ 2 qua xã Việt Vinh, chiều dài khoảng 300 m, khối lượng đất đá sạt lở khoảng trên 3.000 mét khối, làm đổ sập 3 ngôi nhà, 1 người tử vong, 2 người mất tích. 5 xe, trong đó có 1 xe khách, 1 xe tải, 3 xe con bị vùi lấp, giao thông ách tắc. Đến thời điểm này, do chưa xác định được số lượng người bị vùi lấp, thông tin ban đầu chỉ dựa trên thông tin của người thân trình báo nghi bị nạn, nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn. Sau khi nhận được lệnh thì tất cả các lực lượng 4 tại chỗ, cũng như là các cái lực lượng có liên quan của cấp tỉnh, cấp huyện, đã tập trung lực lượng phương tiện đến hiện trường. Cho đến thời điểm này là đã hơn một ngày, một đêm, công tác cứu nạn vẫn khẩn trương để tận dụng từng giây từng phút. Với sự vào cuộc triển khai tích cực của hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hà Giang cùng các đơn vị chức năng, đến nay đã tìm được 3 thi thể nạn nhân bị mất tích. Như vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Bắc Quang vẫn còn 3 người mất tích tại điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 2. Trong ngày hôm nay, qua theo dõi, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện đất từ ta luy dương của quốc lộ 2 gần điểm sạt lở xuất hiện thêm vết nứt rộng khoảng 2 mét, có nguy cơ sạt lở, đe dọa đến sự an toàn về nhà ở của 19 hộ dân ở thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, nên đã huy động các hộ dân nhanh chóng di rời đến nơi an toàn, đồng thời cấm phương tiện và người dân đến khu vực sạt lở, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Hiện nay thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục phân luồng từ xa để hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua đường tránh. Thì tại vị trí này sạt lở km 50 cộng quốc lộ 2, quốc lộ Hà Giang Hà Nội, thì chúng tôi tiếp tục là duy trì lực lượng đây 24/24 để thứ nhất là để cấm các phương tiện, người phương tiện qua lại vị trí công trường đang thi công mở đường. Thứ hai là duy trì trật tự an toàn giao thông để tạo kiện cho các đơn vị khác để phối hợp để thực hiện cái nội dung thông đường trong thời gian sớm nhất. Tại các khu vực bị sạt lở trên tuyến quốc lộ 2, công an tỉnh Hà Giang cũng phân công bố trí cán bộ theo dõi tình hình, tạm thời cấm các phương tiện lưu thông qua lại, hướng dẫn người dân di chuyển sang những tuyến đường tránh để đảm bảo an toàn giao thông. Hiện tại trên địa bàn trời vẫn đang mưa rất to. Các chiến sĩ công an tỉnh phối hợp cùng các lực lượng đội mưa để tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích và khắc phục hậu quả sạt lở đất. Cũng liên quan đến vụ việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ngày hôm nay đã ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục sự cố và ứng phó với nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét. Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân gia đình các nạn nhân, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, các bộ ngành liên quan tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả và ứng phó với nguy cơ sạt lở. Trong đó tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn, đồng thời bảo đảm đời sống cho người dân.